Những con sao biển. Ở một bờ biển nọ, có cát trắng, nắng vàng và những làn nước trong xanh. Đây được gọi là bờ biển vô cùng nổi tiếng. Có một người đàn ông đã quyết định lựa chọn bờ biển này là địa điểm du lịch. Ông nghĩ rằng đây sẽ chính là địa điểm để ông có thể tận hưởng nhìn ngắm cảnh bình minh ở trên mặt biển, thấy mặt trời sẽ từ từ nhô cao, hít hà làn gió từ biển thổi vào và khoan khoái bước đi trên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Buổi sáng hôm đó, ông quyết định dậy sớm. Là một người đàn ông trung niên, cho nên ông lựa chọn bước đi chậm rãi, khoan thai, từng bước chân nhẹ nhàng đặt lên trên cát. Và cảm nhận của ông đó là một cảm giác thư giãn, thoải mái và có rất nhiều những trạng thái yêu mến. Ông cất tiếng hát: cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, rồi lại bước đi chậm rãi. Bỗng ông dừng lại bởi vì trông thấy một cảnh vô cùng lạ lùng. Ông bắt gặp một cậu bé dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất khỏe khoắn. Cậu mặc chiếc áo phông xanh với một chiếc quần kẻ caro, trên đôi tay nhỏ là một con sao biển. Lúc này, cậu từ từ đưa tay về đằng sau, lấy đà và bắt đầu ném mạnh: về đi, bố mẹ mày đang chờ đấy. Rồi con tiếp theo, cậu cúi người nhặt con sao biển, lại tiếp tục lấy đà và ném thật mạnh: về đi, bố mẹ mày đang chờ đấy. Rồi con tiếp theo. Cứ thế, khi nhìn thấy cậu bé có hành động như vậy, ông đã tiến lại gần và hỏi: này cậu bé, bác thấy trên bờ biển có rất nhiều con sao biển đang bị mắc cạn. Một mình cháu không thể nào có thể đưa hết chúng về nhà, chỉ bằng cháu hãy ra bờ cát bên kia chơi cùng các bạn có khi lại vui hơn đấy. Cậu bé cúi người nhặt một con sao biển và từ từ ngước nhìn người đàn ông: bác ơi, đúng là có rất nhiều con sao biển đang bị mắc cạn, nhưng sẽ có thêm một con được trở về nhà như thế này này bác ạ. Nói rồi cậu cầm con sao biển và lại lấy đà ném mạnh: về đi, bố mẹ mày đang chờ đấy. Người đàn ông suy nghĩ vài giây, thật như ông đã có bài học cho mình. Không cần phải nói thêm gì nữa, ông cúi người nhặt con sao biển, rồi cũng lấy đà giống như cậu bé và bắt đầu ném thật xa: về đi, bố mẹ mày đang chờ đấy. Rồi con tiếp theo. Chứng kiến cảnh tượng một già một trẻ đưa những con sao biển trở về nhà khiến cho những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Họ thấy một già một trẻ cùng đang đưa những con sinh vật trở về biển. Vì thế họ tiến lại gần. Lúc này, những bác ngư dân, những người dân đi du lịch, họ đã chung tay cùng đưa những con sao biển trở về nhà. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Thông qua câu chuyện, Hồng Lan nhận ra rằng có rất nhiều bài học sâu sắc. Bài học số 1 đó chính là môi trường vô cùng quan trọng. Tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì đối với mỗi sinh vật thì có một môi trường khác nhau. Giống như cá thì phải bơi dưới nước, chim phải bay trên trời, khỉ phải leo ở trên cây, và con người chúng ta cũng vậy. Nếu môi trường phù hợp, lý tưởng thì chúng ta sẽ phát huy được hết tất cả những điểm mạnh, những khả năng tiềm ẩn, và quan trọng là khai thác được toàn bộ sự sáng tạo của bản thân. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người còn đang mắc kẹt. Họ mắc kẹt trong tư duy, trong suy nghĩ, trong hành động, trong những thói quen. Bởi toàn bộ những suy nghĩ, hành động, thói quen của họ đều tiêu cực. Cho nên, chính vì có những thói quen suy nghĩ hay hành động tiêu cực, nên họ rất cần đến chúng ta. Bởi vì chỉ với lời khuyên, với những câu nói truyền động lực, với những câu chuyện truyền cảm hứng, thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ cho họ.
thoát khỏi cảnh mắc kẹt. Chỉ có khi đó, họ mới phát huy được hết khả năng của bản thân mình, đánh thức khả năng tiềm ẩn mạnh mẽ vô song của chính mình. Vậy thì, bạn lựa chọn trở thành người đưa sao về biển hay những con sao biển? Bài học số 2, đó chính là đừng chờ đợi hoàn hảo mới hành động. Đặt địa vị là cậu bé thì chúng ta cũng biết là cậu không chờ đợi sự cứu trợ của những cơ quan chức năng để có thể chung tay đưa sao về biển, mà chính cậu đã sử dụng sức mạnh nhỏ bé của mình, đó là hành động ngay lập tức. Một mình cậu cũng có thể đưa những con sao biển trở về nhà. Tuy rằng nó hơi ít ỏi, nhưng thực chất đây là hành động giúp cho chúng ta nhận ra. Chỉ cần bạn hành động ngay lập tức, chỉ cần bạn kiên trì, có niềm tin, thì kết quả tuy nhỏ, hành động tuy nhỏ nhưng sẽ có một kết quả to to. Và với Hồng Loan thì có những bài học như vậy. Còn với bạn, bạn cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe câu chuyện những con sao biển? Hãy để lại bình luận khi kết thúc video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.